Xin chào các bạn. Tiếp tục với cái chủ đề kiếm tiền với YouTube thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái công cụ để giúp cho bạn làm được những cái hình thumbnail đẹp, bắt mắt, và từ đó thì nó sẽ tạo có sức lôi cuốn, giúp cho khán giả dễ dàng click vào cái video của bạn để xem thử là trong video bạn có gì. Thì bình thường thì các bạn thấy là chúng ta sẽ dùng phần mềm Photoshop để làm ra được cái thumbnail đẹp giống như một cái hình demo mà các bạn đang thấy trên màn hình. Cái này thì mình dùng bằng công cụ Photoshop nhé. Thì với Photoshop thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có nhiều cái tùy biến rất là hay. Ví dụ như là các bạn thấy hình ở đây, mình có thể chỉnh được cái màu, chỉnh được ánh sáng, rồi những cái thành phần ở trên đây thì mình có thể dễ dàng nha, dễ dàng ẩn hiện nó đi. Nên các bạn thấy nó dễ dàng ẩn hiện nó đi. Thì khi mà các bạn làm thumbnail thì có những cái lúc các bạn cần hình này, có lúc các bạn cần hình kia như thế này đấy, thì chúng ta có thể ẩn hiện nó đi và chúng ta sẽ save nó lại rất là nhanh. Tuy nhiên một cái nhược điểm của Photoshop là không phải ai cũng biết dùng nhé, không phải ai cũng biết dùng. Mặc dù thì để làm thumbnail thì rất đơn giản và mình đã có cái video hướng dẫn cho các bạn cách làm thumbnail bằng Photoshop rồi. Tuy nhiên hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái công cụ khác nữa, nó gần gũi, nó dễ làm hơn Photoshop. Và mình tin rằng tất cả các bạn sẽ biết làm được một cái hình thumbnail ấn tượng bằng cái công cụ này. Như vậy thì công cụ đó là gì? Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn ngay sau đây. Chắc hẳn các bạn sẽ rất là quen thuộc với cái công cụ này rồi. Và mình sẽ mở cái công cụ này lên cho các bạn xem. Cái công cụ mình muốn giới thiệu cho các bạn để làm cái thumbnail trong cái video này đó chính là công cụ Microsoft PowerPoint 2010. Dĩ nhiên là các bạn có thể xài cái phiên bản khác. Nếu các bạn không biết Photoshop thì đây chính là một cái lựa chọn, một cái giải pháp cho các bạn để các bạn có thể làm được cái hình thumbnail rất là đơn giản, phải không nào? Như vậy thì làm thế nào mà với Photoshop các bạn có thể làm được cái hình thumbnail? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Xin mời các bạn mở phần mềm Photoshop lên và đây chính là cái giao diện Photoshop, chắc hẳn là các bạn đã rất là quen thuộc rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ xóa đi những cái thành phần mặc định như thế này nha, xóa đi. Rồi thì với một hình thumbnail YouTube thì các bạn cần gì? Thứ nhất là bạn cần hình, thì cần hình thì các bạn dĩ nhiên rồi, lên Google chúng ta tìm kiếm thôi, không khó khăn gì cả. Rồi các bạn sẽ lên Google ha, lên Google và chúng ta sẽ tìm kiếm, ví dụ như là các bạn sẽ tìm kiếm về cái chủ đề gì đó. Mình sẽ demo cho các bạn một chủ đề nào nhé, một cái chủ đề về kiếm tiền với YouTube đi nhé. Đây là một chủ đề rất là quen thuộc rồi. Đây thì các bạn sẽ đầu tiên thì các bạn sẽ đánh từ khóa vào. Cái thứ hai là chúng ta sẽ qua cái mục là hình ảnh. Thì để tìm được những cái hình ảnh chất lượng thì các bạn sẽ vào ở cái phần công cụ và chúng ta sẽ chọn kích thước ảnh. Thì như các bạn đã biết là kích thước ảnh của YouTube, kích thước chuẩn của nó là 1280 nhân 720. Do đó mà các bạn sẽ chọn ở cái phần là lớn hơn và các bạn sẽ chọn cho mình là kích thước là 1024 nhân 768 nha. Đây là một kích thước rất là lớn. Đây thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái hình, để mà lưu về. Thì các bạn thấy là ở đây thì người ta tạo rất là nhiều cái hình rồi nha. Mình sẽ chọn một cái hình nào mà nó không có những cái chữ để chúng ta làm nha, không có chữ để chúng ta làm. Một cái hình này cũng rất là đẹp nha, mình sẽ nhấp vào đây. Thì các bạn khi mà các bạn nhấp chọn vào một cái hình thì các bạn sẽ để ý bên dưới cái hình thì nó sẽ có hiển thị cho các bạn kích thước. Đây là kích thước của hình nha các bạn nhé, 1920 nhân 1076, nghĩa là to hơn cái hình mà chúng ta cần. Thì các bạn cứ lưu về nha. Chúng ta chỉ sợ là cái hình chúng ta quá nhỏ thì khi mà chúng ta phóng lên thì nó bị nhòe nha. Còn cái hình to là ok nha các bạn. Đấy, hoặc là các bạn thể chọn một cái hình khác ở đây. Tuy nhiên khi mà các bạn chọn vào những hình khác thì các bạn lưu ý cho mình ở cái độ phân giải như thế này nha. Nó sẽ báo cho các bạn là cái độ phân giải của hình đó như thế nào. Do vậy mà các bạn nếu có độ phân giải quá nhỏ đi, ví dụ như cái hình này thì có 324, 320 thôi thì nó rất là nhỏ nhé. Do vậy mà các bạn lưu ý. Rồi, cái hình này thì nó hơi mờ một chút, tuy nhiên là không sao nha. Ở đây thì mình sẽ làm demo cho các bạn, do vậy mà mình sẽ lưu cái hình này về. Các bạn sẽ nhấp phải và các bạn sẽ chọn là lưu hình ảnh. Rồi, mình sẽ lưu nó ở trong mục nào? Mình sẽ lưu trong một phần download các bạn nhé. Và các bạn nhớ là khi mà các bạn lưu ở đâu thì các bạn nhớ để sau này chúng ta lấy hình đó ra. Mình sẽ đặt tên là YouTube nha, YouTube 1. YouTube 1. Rồi, save.
Sau khi mà các bạn đã có được cái tấm hình rồi thì chúng ta sẽ quay lại cái phần mềm PowerPoint. Và ở đây thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần là Insert nhé, Insert, và các bạn sẽ chọn là Insert Picture, là mình sẽ chọn hình Picture. Và sau đó thì mình sẽ vào lại cái phần là Document, phần Download nhé, phần Download, và nhấp vào cái hình là YouTube 1 mà mình đã lưu về lúc nãy, rồi mình sẽ Insert vào. Thì đây chính là cái hình YouTube của các bạn. Thì ở đây khi mà các bạn có hình rồi thì các bạn sẽ phóng to nó lên như thế này, kéo to lên nhé, kéo to nó lên, rồi kéo to nó lên rồi như này, rồi chúng ta sẽ phóng to hết cỡ lên nha các bạn nhé, phóng to hết cỡ là đấy, và các bạn nhớ là để cho cái hình nó vừa trong cái khung, vừa trong cái khung như thế này cho nó dễ nhé. Rồi sau khi mà chúng ta có hình rồi thì chúng ta sẽ đánh thêm những cái dòng chữ vào. Thì khi mà các bạn muốn đánh chữ thì nó có rất nhiều cái lựa chọn. Mà các bạn sẽ vào cái mục đánh chữ nhé. Rồi chúng ta sẽ vào cái mục là cái khung như thế này. Các bạn cũng có thể chọn cái khung chữ nhật hoặc là khung elip, khung oval vân vân và vân nha. Hoặc là các bạn cũng có thể chọn cái text box không cũng được nha. Text box, nếu các bạn chọn text box không thì nó sẽ như thế này. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ đánh cái dòng chữ vào. Mình sẽ đánh dòng chữ là hướng dẫn kiếm tiền với YouTube nha. Rồi thì các bạn sẽ chọn cho nó cái cỡ chữ và cái màu chữ. Thì cái vấn đề này các bạn quá quen thuộc rồi đúng không? Mình sẽ chọn cho nó cái dòng chữ là đây. Mình sẽ chọn cái dòng chữ là 40 đi nha. Và các bạn thể điều chỉnh lại kích thước của nó như thế này. Đây. Đây, mình sẽ tô đậm nó lên. Đây, như thế này ha. Nếu nó lớn quá thì các bạn thể thay lại cái cỡ chữ nha, 40 đi. Rồi các bạn thể canh lại cái cỡ chữ này, mình canh giữa nha, và mình sẽ để ở giữa như thế này. Đó. Đây, đây là một cách ha. Ngoài ra thì để đánh chữ chúng ta còn một cái lựa chọn khác nữa, thì mình sẽ demo luôn cho các bạn nha. Các bạn sẽ nhấp vào, các bạn sẽ ra ngoài cái top home, và chúng ta sẽ đánh vào cái, và chúng ta sẽ chọn cái mục là rejecting này. Chúng ta sẽ kéo cũng thả nó như thế này nha các bạn nhé. Và mình sẽ, các bạn sẽ nhấp phải và các bạn sẽ chọn là edit text. Rồi mình lại tiếp tục đánh dòng chữ nha, hướng dẫn kiếm tiền. Đây mình sẽ demo hai cách cho các bạn để các bạn thể lựa chọn. Rồi mình sẽ tăng cỡ chữ này lên 40, và các bạn có thể chọn lại cái phông chữ cho đẹp nhé. Rất nhiều phông chữ thì các bạn có thể chọn ở đây. Với PowerPoint thì cái việc này rất là dễ, còn với những cái phần mềm khác thì cái việc đánh chữ có thể là nó thỉnh thoảng nó sẽ gặp cái bị lỗi nha các bạn. Đây, một cái dòng chữ rất là đẹp. Rồi với cái cách thứ hai này thì các bạn cần phải bỏ đi cái nền nhé, các bạn cần bỏ đi cái nền. Thì làm sao để các bạn bỏ đi cái nền thì chúng ta sẽ cứ nhấp đúp vào nhé, chúng ta nhấp đúp vào như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ vào cái mục là format. Đây, các bạn sẽ vào cái mục format. Rồi các bạn sẽ thay đổi cái nền nếu các bạn muốn thay đổi cái nền. Còn nếu muốn bỏ hẳn cái nền này đi thì các bạn sẽ vào cái mục là Shape Effect. Đây, và chúng ta sẽ chọn cái mục là Shop nha. Thì các bạn sẽ chọn ở cái mức này. Đấy, nó sẽ làm cho cái hình của các bạn nó mịn đi và nó sẽ đổ bóng nha. Mình sẽ chọn ở đây. Rồi, mình sẽ chọn cái màu chữ khác các bạn nhé. Đây, rồi các bạn cũng có thể là đưa nó vô trong thế này. Như vậy thì các bạn sẽ có hai lựa chọn ha. Một là lựa chọn cái chữ bình thường, hai là chúng ta sẽ lựa chọn cái dạng này. Các bạn sẽ đưa vào. Rồi khi các bạn đã làm xong cái hình rồi thì chúng ta sẽ lưu cái hình này lại bằng cách là chúng ta sẽ để con chuột phía ngoài như thế này, và các bạn sẽ quét chọn toàn bộ nhé. Đây, các bạn sẽ quét chọn như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ nhấp phải chuột nhé. Ở cái thao tác này thì các bạn lưu ý cho mình, là chúng ta sẽ để con trỏ chuột vào trong cái hình nhé, cho đến khi nó hiện cái mũi tên bốn chiều như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ nhấp chuột phải và các bạn sẽ chọn là Save as Picture. Rồi mình sẽ save trong cái mục Picture nha. Mình sẽ đặt là YouTube nha, YouTube 1 luôn đây. Mình sẽ lưu ở trong phần Picture, các bạn sẽ save lại. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở cái phần Picture lên và mình sẽ xem thử cái hình ảnh của mình như thế nào. Đây, cái hình của mình là YouTube ha, YouTube 1. Rồi thì đây chính là cái hình thumbnail của chúng ta. Thì các bạn ngoài ra chúng ta có thể edit nó lại nha. Chúng ta có thể edit lại bằng cách là chúng ta sẽ nhấp phải vào nha. Nhấp phải vào và các bạn sẽ chọn là edit nha. Đây như thế này. Thì ở đây thì chúng ta chọn edit thì chúng ta quan tâm cái điều gì? Thứ nhất là các bạn sẽ phải quan tâm và xem thử là nó đã đúng chuẩn cái kích cỡ của cái
yêu cầu của YouTube chưa, là 1280720 thì chúng ta sẽ vào cái mục resize nha. Các bạn sẽ mục resize và các bạn sẽ chọn qua cái mục là pixel. Thì hiện nay nó đang to hơn nha, nó đang to hơn cái kích cỡ của YouTube nha. Thì chúng ta sẽ đánh lại nha, chúng ta sẽ đánh lại. Đây, ngoài ra thì các bạn để ý nè. Bạn để ý, nếu các bạn cần thay đổi kích thước thì chúng ta sẽ chọn cái công cụ crop nhé. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn cái công cụ crop nhé, công cụ crop này. Đấy, ngoài ra chúng ta sẽ còn công cụ crop này để chúng ta resize lại nhé. Thì bây giờ mình sẽ đổi cái kích cỡ trước nha, 1280 720. Các bạn sẽ bỏ chọn cái mention aspect ratio này đi nha, để chúng ta có thể chọn được 720. Đấy, sau đó thì bạn ok. Thì đây chính là cái hình thumbnail của các bạn sẽ lưu lại. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra lại nha. Đây chính là cái hình thumbnail của chúng ta. Các bạn sẽ nhấp phải và chọn là property nha. Property. Đây. Các bạn qua mục detail thì các bạn sẽ thấy là cái kích cỡ của chúng ta đang là 1280 x 720. Đây chính là cái kích thước chuẩn của YouTube nha. Và cái hình này thì nó chỉ có kích thước là 500kg mà thôi. Do đó mà nó đạt chuẩn được cái kích thước của YouTube. Nếu các bạn làm mà thấy kích thước lớn hơn 2m thì các bạn phải resize kích thước lại nha. Tại vì YouTube nó chỉ cho tải lên cái hình thumbnail với kích cỡ từ 2m trở xuống mà thôi. Như vậy các bạn thấy là mình vừa tạo ra một hình thumbnail rất là đơn giản đúng không? Và trong quá trình tìm hình thì các bạn nhớ là tìm cho mình một hình rất là đẹp nha. Hình sáng hơn một chút, hình này mình chọn hơi mờ để làm demo cho các bạn. Do đó mà nó không có phải là cái hình đẹp nhất mà mình mong muốn. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn là khi mà các bạn muốn ghép nhiều cái hình ảnh với nhau thì chúng ta làm như thế nào để làm ra được hình thumbnail. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục các bạn nhé. Mình sẽ chọn new slide nha, new slide. Rồi mình sẽ xóa đi nhé, xóa những cái này đi. Rồi ví dụ như các bạn, cái chủ đề của các bạn tìm không có những hình lớn thì các bạn sẽ xử lý cái hình đó như thế nào. Thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn, ví dụ như là thời trang đi nha. Các bạn làm về chủ đề thời trang. Rồi khi mà các bạn chọn chủ đề thời trang mà các bạn không tìm được những cái hình lớn như thế này mà các bạn tìm được những hình nhỏ nhỏ như thế này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Ví dụ như các bạn tìm được những hình ảnh nhỏ như thế này thôi thì các bạn sẽ xử lý như thế nào nhé? Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu lưu lại, mình sẽ lưu hình ảnh nhé. Rồi mình sẽ lưu hình ảnh lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở phần mềm PowerPoint lên và chúng ta sẽ insert 4 tấm hình đó vào trong cái phần mềm PowerPoint này. Các bạn sẽ nhấp qua cái tab insert và chúng ta sẽ chọn hình picture nhé. Và ở đây thì các bạn lưu ý là chúng ta vừa lưu hình ảnh ở trong cái thư mục có tên gọi là picture. Rồi mình sẽ đưa ba hình này vào trước nhé. Insert vào. Đây. Rồi, làm sao để tạo được cái thumbnail với ba hình như thế này thì đầu tiên là các bạn sẽ kéo nó ra thành banner như thế này nhé. Đây, kéo nó ra. Rồi hình lớn hình nhỏ thì các bạn không lo lắng lắm nha. Mình sẽ kéo ra như thế này. Trước tiên là mình sẽ kéo nó ra. Đây. Rồi. Bây giờ thì cái hình này nó hơi to một chút nha. Hình này nó hơi to một chút. Và các bạn muốn là chỉ lấy cái người này thôi. Thì nếu các bạn làm bình thường các bạn kéo như thế này thì cái hình dáng người này nó sẽ bị thay đổi nha. Thay đổi. Để crop được cái hình thì các bạn sẽ chọn vào nó và sau đó thì các bạn thấy là khi mà các bạn chọn vào hình và chúng ta sẽ vào cái tab có tên gọi là format. Thì trong cái tab format này thì nó có mục crop ở đây thì các bạn sẽ chọn vào là crop. Khi các bạn chọn vào cái mục crop rồi thì các bạn thấy là ở 8 góc của cái hình này thì nó sẽ có cái chấm, cái gạch đen thế này. Thì các bạn sẽ làm gì? Chúng ta sẽ kéo nó lại như thế này. Đây, các bạn sẽ kéo cho nó sát vào nha. Đây. Rồi ở đây thì mình chỉ muốn lấy hình người thôi, do vậy mình sẽ kéo sát vào. Sau đó thì các bạn sẽ chọn là crop một lần nữa. Như vậy là mình đã crop lại được tấm hình này. Bây giờ mình sẽ kéo nó ra đây. Rồi, với cái tấm hình nhỏ này cũng vậy, chúng ta sẽ chọn vào tấm hình nha các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ vào cái mục là crop. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ kéo những cái phần thừa lại nha. Các bạn sẽ kéo những cái phần thừa lại như thế này. Đó, kéo phần thừa lại. Sau khi làm xong rồi thì các bạn nhấp vào cái chữ crop một lần nữa thì nó sẽ mất đi nha. Ở phía trên hình này thì nó đang hơi xấu một chút thì mình sẽ cắt phía trên một chút nha. Đây, mình sẽ cắt phía trên một chút. Đây, các bạn thấy là nếu cái kích thước nó quá nhỏ thì các bạn có thể chọn cái phím là Alt nha, để chúng ta có thể là thay đổi. Rồi, khi mà các bạn chọn phím Alt trên bàn phím á thì các bạn thấy là chúng ta có thể tùy chỉnh được những kích thước rất là nhỏ nha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái chữ crop một lần nữa. Rồi bây giờ mình sẽ sắp xếp lại nha, sắp xếp lại. Rồi đến cái hình thứ hai như thế này. Hình thứ ba thì mình sẽ cũng lại crop lại các bạn nha. Mình sẽ chọn là crop
Rồi mình sẽ cắt nó lại, nhỏ lại một chút như thế này. Rồi ok. Như vậy là mình vừa có ba tấm hình. Nếu các bạn muốn để ba tấm hình này nó như thế này thì chúng ta sẽ sắp xếp như thế này. Ngoài ra thì các bạn, nếu các bạn muốn ba tấm hình này với cái chiều cao bằng nhau thì chúng ta sẽ kéo nó lại nhé. Ví dụ là mình sẽ kéo tấm hình này lại nè. Đây. Đấy, khi mà các bạn kéo nó bằng nhau thì nó sẽ có trên màn hình, nó sẽ có cái gạch ngang, các bạn thấy chưa? Bạn thả ra thì nó sẽ bằng nhau. À, với hình này thì mình sẽ muốn phóng lên một chút đúng không nào? À, các bạn nhớ điều chỉnh cho nó bằng nhau cho nó đẹp nhé. Đây, mình sẽ, các bạn có thể dùng cái phím mũi tên chuột nhé, phím mũi tên ở trên trên màn hình đấy, trên trên bàn phím đó, để các bạn điều chỉnh cho nó dễ nhé. Đây, mình sẽ điều chỉnh như thế này. Rồi, à, cho nó qua một chút nữa này. Đây, được chưa? Ok. Các bạn có thể là kéo nó giãn ra nha, cho nó đè lên nhau cho nó khít. Rồi các bạn thấy ha. Rồi chúng ta đã có được ba tấm hình cô gái rất là đẹp rồi, và kế tiếp thì các bạn sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đánh chữ vào nhé. Đánh chữ thì dĩ nhiên là có hai cách, mình đã hướng dẫn ở phần đầu video cho các bạn rồi. Chúng ta có thể là dùng cái phần textbox. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng cái công cụ này nha. Này, các bạn đánh ở đây. Các bạn có thể đánh phía trên này. Đánh phía trên này hoặc là đánh phía trong này luôn cũng được nha. Rồi, các bạn sẽ chọn là edit text. Thời trang nữ công sở nha, công sở. Rồi chúng ta sẽ tô cho cái này nó nhỏ lại nha, các bạn điều chỉnh nó nhỏ lại và tăng cỡ chữ lên. À, mình sẽ chọn là 40 nha, các bạn có thể để 40 là như thế này, 40. Rồi. Rồi để giữa nha, và bỏ đi cái nền này bằng cách là chúng ta nhớ là chúng ta sẽ ở cái tab home này, nó có cái mục là shape effect này, chúng ta nhấp vào đây và chúng ta sẽ chọn cái shop này cho nó nhỏ lại nha. Đó, các bạn có thể để ở cái mức 25 poi hay 10 poi cũng được này, như thế này nè. Đó, cho nó đẹp nha. Rồi chữ thì các bạn có thể là đổi lại cái màu chữ khác cho nó nhé, chữ nào cũng được. Đây, cho nó nổi lên, ví dụ ở đây đi, thời trang công sở. Rồi khi mà các bạn làm xong rồi thì các bạn đừng có lo cái phần phía trên này nó dư nha, phần đó các bạn không lo. Bây giờ thì chúng ta sẽ lưu cái hình ảnh này lại bằng cách là chúng ta sẽ để chuột phía ngoài màn hình. À, giống như lúc đầu mình đã hướng dẫn nha, tô hết cái hình mà các bạn chọn. Rồi sau đó thì chúng ta nhớ là để chuột vào trong cái hình, nhấp phải và chọn là Save as Picture. Rồi ở đây thì tiếp tục mình lưu nha, thời trang công sở nhé, thời trang công sở, và chúng ta sẽ lưu ở cái mục là Picture, Save as lại. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào lại cái mục Picture nhé, và chúng ta sẽ chọn cái thời trang công sở. Đây, đây chính là cái hình mà các bạn vừa lưu. Thì các bạn thấy là cái phần dư nhé, cái phần dư ở trên PowerPoint thì nó đã bỏ đi cho chúng ta rồi. Các bạn để ý nè, phần dư này nè thì nó sẽ không lưu nhé. Đây là tấm hình chúng ta, mình sẽ thu nhỏ lại cho các bạn xem. Đấy. Thì các bạn thấy là phần dư thì nó không lưu, nó chỉ lưu từ cái phần mà có hình ảnh thôi. Do vậy mà khi mà các bạn edit cái hình mà các bạn thấy nó dư ở cái phần trên thì các bạn không nhất thiết phải kéo cái hình của bạn cho nó to bằng cái phần trên nhé. Các bạn cứ để phần dư cũng được, giống như là cái này nhé. Giống như là cái này đấy, nó dư không sao nha các bạn nha, nó chỉ lấy từ tấm này đổ xuống mà thôi. Như vậy là chúng ta đã có được tấm hình rồi đúng không? Bây giờ chúng ta xem thử là kích thước của nó đúng như kích thước chuẩn của YouTube chưa nha. Thì chúng ta sẽ vào lại cái nơi chúng ta lưu tấm hình đó nè, lưu tấm hình, và các bạn sẽ nhấp phải và các bạn sẽ chọn là edit đây. Và bây giờ chúng ta sẽ vào cái mục là resize để xem thử cái kích thước của nó như thế nào. Thì hiện nay nó là kích thước là 1500 và 875, thì giống như cái cách đầu tiên nha, chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại 1280, và chỗ này chúng ta sẽ là chọn là 720. Ok. Rồi, thì đây chính là cái tấm hình của chúng ta, các bạn thấy nè, nó có đẹp không? Rất là đẹp đúng không? Và chúng ta chỉ việc là sale lại, như vậy là xong. Bây giờ thì chúng ta lại mở tấm hình lên nhé, bật tấm hình lên. Rồi chúng ta sẽ lại mở tấm hình lên thôi. Rồi, thì đây chính là tấm hình chuẩn của chúng ta với kích thước chuẩn của YouTube 1280 x 720, và các bạn thấy nó có tuyệt vời hay không? Rất là đẹp đúng không? Cái mấu chốt của vấn đề này là các bạn sẽ tìm ra cho mình những tấm hình với chất lượng cao. Giống như cái hình cô gái này các bạn thấy không? Nó rất là rõ, rất là đẹp, và các bạn chỉ cần đưa thêm chữ và ghép thêm một số cái tấm hình vào là các bạn đã có được một cái thumbnail cực kỳ bắt mắt. Nếu các bạn muốn thường xuyên thay đổi những tấm hình này thì các bạn lưu ý cho mình là ở đây thì các bạn đã có một cái project như thế này rồi, thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ lưu cái file này lại, lưu cái file này lại nhé, lưu cái file này lại. Thì khi mà các bạn lưu cái file này lại thì các bạn sẽ có những tấm hình như thế này, thì sau này thì các bạn có thể là bỏ tấm hình này đi và thay một tấm hình khác vào thì nó vẫn ok nha, nó cũng giống như Photoshop, tuy nhiên là nó hơi thủ công một chút các bạn nhé, nó hơi thủ công một chút.
Rồi như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách làm thumbnail bằng PowerPoint và mình nghĩ là các bạn sẽ thích cái video này bởi vì nó rất là đơn giản và gần như là các bạn nào cũng có thể làm được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cho đến tận phút giây này. Nếu các bạn yêu quý cái kênh này của mình, hãy đăng ký kênh để kênh mình có thể là phát triển nhiều hơn và có thể đưa được những cái giá trị tới cộng đồng nhiều hơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.